số cô đã xa mất đi tôi. Ngày đêm ba đêm sầm ba cha tiếng ta cứ tha ta cứ thế và vui khi sau sạt thôi si lê mà sầm bán nó giá số cô đã xa mất đi tôi. Ngày đêm ba đêm sầm ba cha tiếng ta cứ tha ta cứ thế và vui khi sau tính tâm sống hữu hạnh những dân sinh tài sản chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được cung kính. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sạc thô si lê nà sâm bán lô giá sô vô ra xà mất lý thô ngày đông ba đê xà ba cá tí tát tha tát thê là môi trí thơ. Đức tin giới hạnh tràn đầy nhân thơm tài sản sa môn có rồi đi đâu cũng được đổ mời cung nghênh ví trọng phúc trời giám soi. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Cảm ơn chị Đặng Đông đã bắt bài và con xin giải đức tại cho đạo tràng ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Phật Tha, dạ. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng. Con kính ảnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh, đại Đức Pháp Tính, đại Đức Pháp Trang, đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức. Xin chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong dung. Con xin đọc ông bài có pháp cú số 303. Sắc Thô Si Lê Ná Sâm Văn Nô Giá Sô Phá Gá Xá Náp Tí Tô Dần dần phá đê sân phá chá tí tát thá tát thê quá phù chí tô. Sắc Thô Si Lê Ná Sâm Minh Nô Giá Sô Bồ Gá Xá Náp Tí Tô Dần dần phá đê sân phá chá tí tát thá tát thê quá phù chí tô. Sắc Thô Si Lê Ná Sâm Văn Nô Giá Sô Vô Gá Xá Ná Pí Tô Dần dần phá đề sân phá chá tí Tát thá tát thề quá phù chí tô. Tính tâm sống giới hạnh đủ danh xưng tài sản chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được cung kính. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Đức tin giới hạnh tròn đầy danh thơm tài sản sa môn có rồi đi đâu cũng được đón mời cung nghinh quý trọng phúc trời giám so. Hòa Thượng, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm dân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của quý vị nha. Mến mời của bàn tay Xích Nhật Quỳnh. Dạ. Dạ, cảm ơn cả mít rồi. Cô Ái Minh ơi, mời cô cầm mít nè. Mà bích thai vậy.
Dạ, mai của cô ấy mình bị trục trặc rồi. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn châu Khoan sức rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, trong khi chờ đợi cô ấy mình vào, con xin được ôn bài. Dạ, cảm ơn cô tu nữ tại duyên. Con xin được ôn bài Pháp Quốc Kinh số 303. Dạ, cảm ơn rạng đông cho bài học. Sát thô si lê na sam bạn nô ya sơ phơ ca sam áp bi tô văn văn bá đề sang phá chát tí ta 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 thề và bù chi tô sát thô si lê na sam bạn nô ya sơ phơ ca sam áp bi tô văn văn bá đề sang phá chát tí ta 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 thề và bù chi tô. Tính tâm sống giới hạnh đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được cung kính. Dạ, kính mời cô ấy Minh. Nhật Quỳnh thấy cô ấy Minh nhau vào rồi. Dạ, kính lễ cô tu nữ Khánh An vừa vào đạo tràng. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, mời cô ấy Minh ạ. À. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Con cảm ơn cô Tuệ Duyên, cảm ơn chị Rằng Đông. Xin phép được trả bài câu Pháp Cú số 303. Sato sile na sambano yaso pho ga sammapito yang yang ba de sang pacati ta tha ta the wa bu chi to Sato sile na sambano yaso pho ga sammapito yang yang ba de sang pacati ta 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 thề qua bụi chi tô. Tính tâm sống giới hạnh đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được cung kính. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sato sile na sambano yaso pho ga sammapito tí tù dần dần ba đề sằng pha cho tí ta tha ta thề qua bùi chi tù. Đức tin giới hạnh tròn đầy, chân thơm tài sản sa môn có rồi, đi đâu cũng được đón mời, cung nghinh quý trọng phúc trời dám so. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và anh Minh đã trả bài xong, kính dâng mít lời đào tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Ái Minh. Dạ, cảm ơn Trăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai. Kính cảm ơn cô Ái Minh. Cảm ơn xích Trần Đạo, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên, xích Sương Mai, xích Tâm Hương, xích Trăng Đông đã hoan hỷ lên cây kinh. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới là câu Phật Quốc Kinh số 304. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Tội nghiệp tâm Pháp quá chạy hoài, Nhật Quỳnh cố tình chờ tâm Pháp vào mà cũng không kịp giờ nữa rồi. Tâm Pháp khoan nghỉ ngang. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản,
Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh giữ pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Hai Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh 304. Dạ, sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khà Giá. Kính đảnh lễ chư tăng và mến chào thể quý vị có mặt trong room diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề. Trước khi đi vào bài học tối hôm nay, xin thỉnh chư tăng và mời tất cả đạo tràng chúng ta hướng về Tam Bảo đảnh lễ một cách tóm tắt. Arahaṃ Sammā Sambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādhemi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Supatthipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Dạ, Nam mô Phật Thầy Giá. Bài học hôm nay chúng ta học đó là câu pháp cú số 304 trên 423 câu. Và câu pháp cú số 304 có nội dung như sau: Dure santo pakasenti himavanto wa papato asantatha nadisanti ratting khitayata sara. Người lành giàu ở xa, sáng tỏa như núi tuyết. Người ác giàu ở gần, như tên bắn đêm đen. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Giàu ở nơi xa xôi, những người tốt vẫn tỏa sáng, tựa như ngọn núi Hy Mã Lạp. Những người xấu giàu ở tại nơi đây vẫn không được nhìn thấy, giống như là những mũi tên được bắn ra vào ban đêm. Bản dịch của Ngài Indachana Chánh Thân. Và bản phổ thơ của Ngài Giới Đức: Cao cao núi tuyết Hy Mã, những lành người lành cũng vậy, ở xa thấy liền mũi tên bay giữa đêm đen, kẻ xấu tánh nết ai thèm biết cho. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu ngữ vựng của câu kệ ngũ số 304 này. Đầu tiên đó là
Dure santo paka senti. Quý vị chờ cho chút xíu. Hello. Dạ sư đi tìm được cái số điện thoại rồi anh Bình. Rồi rồi cảm ơn anh Bình. Dạ xin cáo lỗi quý vị. À, chúng ta quay lại với Udure Santo Paka Senti. Dure có nghĩa là ở nơi xa xôi. Dạ cảm ơn cô Rạng Đông. Santo có nghĩa là người có đức hạnh. Paka senti có nghĩa là tỏa sáng. Paka senti có nghĩa là tỏa sáng. Câu thứ hai, himawanto wa papato. Himawanto cộng với lại một cái từ bị tỉnh lược đó là iva, có nghĩa là núi Hy Mã Lạp. Ý vá như là ở đây mình chúng ta dùng là núi thì khỏi bỏ chữ sơn, khỏi thêm chữ sơn. Núi Hy Mã Lạp hoặc là Hy Mã Lạp Sơn. Ý vá như là Papato là ngọn núi. Ngọn núi tên là Hy Mã Lạp. Câu thứ ba, Asantetha na disanti. Asantetha được kết hợp, được tỉnh lược gắn kề liền bởi hai từ Asanto và Etha. Asanto và Etha. Chẳng đây, thưa quý vị, trong ngữ pháp Pali có những từ dính chung nhưng mà sử dụng các ngữ pháp khác nhau. Trường hợp sử dụng từ ghép và trường hợp sử dụng cái ngữ pháp đó là tỉnh lược hay là sanh thí để cho cái từ cái câu đó nó được trơn tru dễ đọc. Ở trong trường hợp này đó là cái trường hợp sanh thí tỉnh lược chứ không phải là từ ghép. Asanto Etha. Asanto nghĩa là người xấu hay là người không có đức hạnh. Etha là chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ nơi chốn, tại nơi đây. Disanti là được nhìn thấy. Và chúng ta đi vào câu thứ tư, câu cuối cùng. Ratin Kitta Yathasara. Ratin là trạng từ chỉ vào thời gian và ban đêm. Không phải, cái từ này là Ratin. Ratin là ban đêm chứ không phải là trạng từ, nên là danh từ. Kitta có nghĩa là anh đây được có nghĩa là đã được bắn ra, đã được bắn ra, tức là đã vươn lên nỏ hay là cung bắn ra rồi đó. Yatha giống như là. Và cái từ cuối cùng là ra. Sara là những mũi tên. Những mũi tên. Trong cái câu pháp cú thường thì trong thể thơ
có nhiều cái từ ngữ pháp được sử dụng một cách phức tạp nhằm để làm cho cái ý câu văn, câu thơ và câu chữ được trơn tru, thì cái người học Pali cũng rất là khó để mà chúng ta nhận diện. Ở đây chúng ta chỉ điểm qua sơ lược về cái ngữ nghĩa của Pali. Khi đó thì chúng ta cũng có một cái khái niệm căn bản khi chúng ta học cái câu tiếng Việt. Khi mà chúng ta cầm trên bảng trên tay song ngữ Pali Việt Kinh Pháp Cú thì chúng ta có cái sự hoan hỷ khi chúng ta đọc cái bản tiếng Việt và chúng ta hiểu ráp được trong cái bản Pali từ nào nghĩa nào. Như vậy chúng ta đã đi qua bước đầu của bài học hôm nay, đó là học về ngữ vựng của câu Pali. Và một lần nữa, câu kệ Pháp Cú số 304 có nội dung như sau: Dure santo paka senti himawanto wa papato asanteta na disanti ratin kita yathasara. Người lành giàu ở xa sáng tỏa như núi tuyết, người ác giàu ở gần như tên bắn đêm đen. Nam mô Buddhaya. Câu kệ ngôn pháp cú. Dạ rồi, chúng ta đi vào câu phần thứ hai của bài học ngày hôm nay, đó là duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 304. Duyên sự này liên quan đến một nàng, mình gọi sao, con của một trưởng một triệu phú, bây giờ chúng ta dùng từ đại gia giống như là tiểu thư gì như vậy đó. Nàng tên là Chula Supadda. Chula Supadda. Riêng về cái tên nàng Chula Supadda, thưa quý vị rằng ở trong từ điển Pali Proper Name có đề cập đến nàng Chula Supadda là con gái của ông trưởng giả Anathapindika, ông cấp cô độc. Sở dĩ nàng có tên là Chula Supadda bởi vì nàng có một người chị, một người dị cả tên là Maha. Maha đọc theo tiếng Thái Lan, Bali Thái Lan là Maha đó, Maha Supadda. Thường thì ở trong kinh điển chúng ta gặp những cái tên có cái từ Chula hoặc là Maha thì chúng ta biết chắc rằng có một cái sự trùng lập, cho nên những người đó, cái người đặt tên thêm, giống như bây giờ mình là hai chị em hoặc hai anh em thì lấy một cái tên nó là như là Tú Anh, Tú Em, để mà đặt phân biệt cho hai người con. Hoặc là trong kinh điển thì chúng ta cũng gặp là Maha Nidesa hoặc là Chula Nidesa, Maha Wakka, Chula Wakka. Wakka, những cái bộ sách có hai bộ, bộ nhỏ và bộ lớn để mà phân biệt. Thì trong trường hợp này nàng tiểu thư tên là Supadda, nhưng mà trước đó là do chị của nàng cũng tên là Supadda, cho nên cuối cùng đặt để phân biệt, chị của nàng được thêm vào cái tên là Maha, nhưng cũng nghĩa là lớn. Maha Supadda là Supadda lớn và Chula Supadda là Supadda nhỏ. Để đi vào cái tích truyện duyên sự ở trong cái câu kệ ngôn 304 này thì Đức Phật ngài đề cập đến một cái nhân vật, đó là
nàng tiểu thư Chula Supada. Thật ra thưa quý vị thì chúng ta đọc kỹ cái duyên sự đó trong chú giải Kinh Pháp Cú của Ngài Pháp Minh đó, thì chúng ta thấy cũng khá là dài. Nhưng mà thật ra đó, theo Tịnh Đạt nhận thấy cái duyên sự này nó chỉ vỏn vẹn tầm khoảng 3 dòng đến 4 dòng mà thôi. Quý vị đọc chúng ta lưu ý như thế này. Pháp Cú này được Đức Thế Tôn ngự tại chùa Kỳ Viên. Ngài thuyết ra nhân đề cập đến ái nữ của Anathapindika là nàng Chula Supada. Và nguyên cái đoạn tương truyền rằng đó, tức là những cái đoạn giải thích về cái nhân thân của nàng Chula Supada. Và cho đến cuối cái bài chú giải đó thì chúng ta mới nhận thấy đó là lúc ấy trưởng giả Anathapindika vừa nghe pháp xong, cung thỉnh Đức Thế Tôn đến nhà ngày mai để ông cúng dường. Và Đức Phật ngài nói này gia chủ, sáng mai Như Lai đã nhận lời rồi, đó là con gái của ông Chula Supada. Thì đến đây quý vị sẽ nhận thấy một điều là ông Anathapindika đã gả người con gái của mình là Chula Supada đến một thành phố mà cách thành phố Savatthi rất là xa. Ở trong đây ghi là 120 do tuần, mà một do tuần thì được ước lệ là 16 cây số, thì như vậy thì nó rất là xa, nó tới 204. Thì làm sao mà thời đó thì không thể nào có điện thoại, smartphone hay là cách nào để liên lạc từ xa, mà Đức Phật lại nói rằng nhận lời. Thì ở đây Tịnh Đạt muốn trình bày với vị đó là cái duyên sự đó, cái thời pháp mà ông Anathapindika đang nghe đó, đó là một thời pháp khác, là một cái pháp khác. Và cái câu kệ ngôn này đó được nói ra là do cái duyên sự đó, là cái thắc mắc của ông Anathapindika. Vì sao ông đã gả cái cô con gái Úc đi xa như vậy rồi mà một cái lời thỉnh cầu trước ông, là ông trước ông, tức là không có, ông không có thỉnh được Đức Phật đó. Đức Phật là ngài nhận lời rồi đó, ngài đã bận rồi đó. Thì cái thắc mắc của ông Anathapindika được giải đáp bởi Đức Phật, bởi một cái câu đó là người thiện nổi bật từ đằng xa, tựa như là Hy Mã Lạp Sơn lộ rõ trước mọi người, người hạ liệt tội lỗi dù ở kề cận cũng không ai trông thấy, tựa như mũi tên bay trong đêm tối. Và cái nội dung này được đúc kết thành đẹp giống như một lời cảm thán của Đức Phật. Đó là câu kệ ngôn 304 mà chúng ta đang học trong buổi học ngày hôm nay. Còn những cái phần dông dài, đoạn giữa của bài kinh, của bài phần chú giải Kinh Pháp Cú đó, đó là về cuộc đời của nàng Chula Supada. Và thưa quý vị, rằng trong từ điển Pali Proponem có đề cập một vấn đề mà trong chú giải của Ngài Pháp Minh chúng ta đọc chúng ta sẽ không phát hiện. Đó là nàng Chula Supada trước khi được cha của mình là triệu phú Anathapindika Cấp U Độc gả cho một cậu con trai là con của người bạn thân của cha mình, tức là hai người, ông Anathapindika có một người bạn thân đã ước hẹn với nhau, nếu như là hai bên có nam và nữ có con, mà có con trai và con gái á, thì sẽ làm xuôi gia với nhau. Và khi mà đến tuổi trưởng thành á, thì hai người bạn thân này đã thực hiện cái lời hứa đó. Um,
trước khi mà được gả về nhà chồng đó, thì nàng Chula Supatha này đã là một vị thánh nhân, đã là một vị thánh nhân tu đầu quần, Sotapatta, đã là một vị thánh nhân tu đầu quần. Cái trường hợp này làm cho chúng ta gợi nhớ lại, và trong phần chú giải cũng có đề cập đến, đó là trường hợp gần giống như là trường hợp của nàng Visakha. Trước khi gả về nhà chồng, nàng cũng là một vị thánh nhân, thánh nhân tu đầu quần. Và trong cái nội dung tích truyện trong pháp cú đó, thì có đề cập là cái cuộc hôn lễ đó, nó diễn ra rất là hoành tráng, và được cả hai nhà trai và nhà gái tổ chức một cách rất là linh đình, bởi vì cả hai đều là những người có địa vị, cái quan hệ rãi, và những người giàu có trong kinh thành. Và cuộc tổ chức lễ hôn lễ thì được so sánh gần như là cái cuộc hôn lễ của nàng Visakha. Thì chúng ta biết cái cuộc hôn lễ của nàng Visakha thì phải nói là khó có thể tìm được một cái cuộc hôn lễ như vậy ngay cả thời điểm bây giờ chẳng hạn. Và có một cái điểm tương đồng nữa giữa hai cái cuộc hôn lễ này đó, nàng Chula Supatha và nàng Visakha được cha của mình rất là kỹ lưỡng dạy cho những cái pháp, tức là dạy cho những cái điều học, những cái đức hạnh khi mà về nhà chồng, làm sao để giữ gìn hạnh phúc, làm sao để mà không có cái sự hổ thẹn đối với bên nhà chồng, không có làm đi mất cái danh giá, cái danh dự của bản thân mình và cũng như là của cha mẹ, làm sao giữ được cái niềm hạnh phúc ở trong gia đình. Giống như là trường hợp mà mang ngọn lửa vào nhà, hay là không mang lửa ngoài ở trong nhà đi ra ngoài đường chẳng hạn. Và một cái nữa đó là khi mà đi về bên nhà chồng đó, thì người cha ông Anathapindika các cô độc đó, ông có gửi theo 8 bô lão, tức là 8 cái người này có cái chức năng, có cái nhiệm vụ đó là giải quyết những cái sự khó khăn, hay là để binh vực giải oan khi mà con dâu bị chèn ép hay là bị bắt lỗi. Thì 8 cái người bô lão này, 8 cái người có kinh nghiệm này đứng ra để mà dàn xếp xét xử cho hợp tình hợp lý, sau đó mới đưa ra cái quyết định. Nói đến đây thì còn một điểm tương đồng nữa mà hình như chúng ta cũng thấy là rất là giống với lại nàng, trường hợp của nàng Visakha rất là nổi tiếng. Đó là khi mà về nhà chồng đó, cả hai nhà chồng của nàng Visakha và nàng Chula Supatha này đều là ngoại đạo, tôn kính, có đức tin với Nigantha, tức là đạo lộ thể đó. Thì cả hai trường hợp cô con dâu đều là thánh nhân tu đầu quần, khi mà chứng kiến bên nhà chồng đảnh lễ cung kính, có đức tin với nhóm lộ thể, thì hai người đều cự tuyệt, không có chấp nhận để mà làm theo. Và cái kết cuộc đó, thì cả hai nàng Chula Supatha và trường hợp của nàng Visakha đều bị cha chồng bắt lỗi và buộc phải đuổi về. Và trong trường hợp này, 8 cái người vô lão dày dặn kinh nghiệm đó đã đứng ra phân xử và cho rằng nàng không có tội, và cái việc mà bắt đuổi về nhà cha mẹ ruột đó là không thích đáng.
Và trường hợp riêng trường hợp của nàng Chula Supada đó, thì khi mà bà mẹ chồng đó có cái sự thắc mắc tại sao con dâu mình lại không làm theo bên nhà chồng, không làm theo bản thân mình để mà đảnh lễ cung kính cho các ngoại đạo sư, ngoại đạo lộ thể, mà lại có cái sự có đức tin vững chắc mạnh mẽ ở tại đức bổn sư Gotama và chư tăng. Thì sau khi được giải đáp đó, mà rất là lúc đó thì chưa có được cái niềm tin đâu, nhưng mà rất là tò mò muốn biết, mặt tận mắt chứng kiến và chính tay lắng nghe cái lời dạy. Đó là một cái cơ hội tốt cho nàng Chula Supada tiếp độ gia đình bên chồng. Và nàng đã làm tốt cái công việc đó. Một cái sự kiện hy hữu mà chúng ta thời hiện tại thì chúng ta cũng rất là dễ, nhưng mà ngay cái thời đó thì để giải thích thì rất là khó. Nàng dùng 8 cái bông hoa thảy lên hư không và phát nguyện thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư tăng ngày hôm sau đến nhận bát thọ thực tại nhà cha mẹ chồng. Mà nhà cha mẹ chồng là cách đó, thưa quý vị, là 120 do tuần. 120 do tuần. Mà mình chúng ta nhân cho 16 đó là một ngàn 920 cây số. Đúng không quý vị? Nếu mà ước lượng mà một do tuần đó là một do tuần nó bằng 16 km, thì 120 nhân cho 16 thì nó bằng là 1920. Cách này thì có thể là bằng từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam ở Việt Nam mình. Thì cái khoảng cách rất là xa như vậy, với cái lời phát nguyện và đã thảy lên hư không 8 bông hoa sen, thì lập tức 8 cái bông hoa thảy hoa sen mà thưa quý vị là trong chú giải ghi là hoa lài đó, 8 cái bông hoa lài, lập tức những cái bông hoa đó rơi trước mặt, rơi ở chỗ mà Đức Phật ngài đang hiện diện tại chùa Kỳ Viên tại thành Savatthi. Và ngài đã thấu hiểu được cái lời thỉnh nguyện của nàng Chula Supada cách đó là 120 do tuần, tương đương nó lại là hơn 1.000 cây số, gần 2.000 cây số. Thì Đức Phật ngài đã nhận lời, và khi mà ông Cấp Cô Độc đang nghe pháp tại chùa Kỳ Viên tại Savatthi đó, Đức Phật ngày hôm sau trai tăng tại nhà, thì Đức Phật ngài đã từ chối, bởi vì ngài đã nhận lời ngài nàng con gái của ông đó là nàng Chula Supada. Thì đó là những cái liên quan đến cái duyên sự ở trong cái bài câu kệ ngôn pháp cú số 304 này. Một nàng dâu mà là một vị thánh nhân Tu Đà Quần đã tiếp độ được nhà chồng hiểu. Thứ nhất là sửa sai cái tri kiến, cái đức tin sai lầm. Cái thứ hai đó là hướng tất cả gia đình bên chồng có đức tin nơi Tam Bảo.
và tạo điều kiện cho dân chúng ở kinh thành Úc Khá là kinh thành của gia đình bên chồng đó, thấy được Đức Phật, thấy được chư tăng. Và đặc biệt hơn nữa, Đức Phật ngài đã cử Đại Đức Anuruddha ở lại thay Đức Phật và chư tăng hướng dẫn cho các cư dân ở trong thành Úc Khá đó hiểu được Phật pháp. Một cái thành tựu rất rất là to lớn, bởi một cô gái, bởi một nàng dâu là một người có đức tin vững chắc nơi Tam Bảo. Hiện thời thì chúng ta không thể mà tìm được một cái nàng dâu thánh nhân như vậy, nhưng mà chúng ta có thể là một cái người giúp được những người thân của mình. Bây giờ quý vị học Phật pháp, chúng ta học hiểu rõ luật nhân quả, hiểu rõ về đức tin nơi Tam Bảo, chúng ta có niềm tin vững chắc. Và chúng ta đi đến đâu, chúng ta về làm dâu nhà chồng ở một cái nơi khác, một cái tỉnh thành khác, hay là chúng ta đi đến sinh sống ở một cái thành khác, và do nhờ cái đức tin, nhờ cái kiến thức Phật pháp vững vàng của chúng ta, thì thật ra thật sự chúng ta sẽ giúp ích được rất là nhiều. Chúng ta có thể thỉnh chư tăng ở cái vùng nơi chúng ta đang ở, hoặc là ở những cái nơi chư tăng có thể đi đến được, tạo một cái hình bóng người sa môn tu hành cho người thân mà chưa có cơ hội để mà nhìn thấy thỉnh lễ hay là cúng dường, hoặc là cho bà con lối xóm được nhìn thấy thỉnh lễ hay cúng dường. Và đó chưa biết chừng rằng là cái nhân duyên to lớn cho những cái người có cơ hội biết đến Phật pháp, được biết đến Phật pháp và ăn sâu hiểu rõ vào trong Phật pháp. Đó là một cái sự truyền giáo rất là được đáng được khen tặng. Cho nên cái việc mà chúng ta nói là truyền giáo gánh là phận sự của chư tăng, thật sự ra cái điều đó rất là hạn chế, bởi vì chư tăng số lượng đã ít, thời gian không có nhiều, vị trí lại xa xôi, thì khó có thể nào mà đi vào trong dân chúng một cách rộng rãi như là quý vị cư sĩ tại gia. Quý vị đi chùa, quý vị pháp có một lối sống lành mạnh, đạo đức hiền lành, thì chính những cái người mà thân trong gia đình, những cái người lối xóm, bà con, họ nhìn thấy cái người này đi chùa rằm 30, tuy là không có ăn chay nhưng mà có một cái lối sống hết sức là hiền lành, dễ thương, dễ mến. Như vậy thì tôi cũng hướng cho mấy đứa con đến nhà người đó chơi, giao du với gia đình người đó, và tập làm theo cái thói quen, theo cái người đó đến chùa nghe pháp. Thì đó là một cái cách missionary của Phật pháp rất rất là thành công. Quan trọng là thân chúng ta hoàn thiện đến mức như thế nào. Nếu như được trường hợp của nàng Chula Supada hay là nàng Visakha là những cư sĩ thánh nhân, thì cái điều đó là một điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải đặt nặng cái vấn đề đó, mà là vấn đề là chúng ta hiểu Phật pháp và thực hành áp dụng trong đời sống chúng ta như thế nào. Và đó cũng là cái ý nghĩa của cái câu kệ ngôn này, đó là cái đức hạnh, cái người santo đó, cái người đức hạnh là được thấy từ ở nơi xa, được thấy từ ở nơi xa. Trong câu này thì chúng ta hãy hình dung hai cái
Ví dụ, một cái ví tiên là ví dụ như ngọn Hy Mã Lạp Sơn hay là như ngọn núi Hy Mã Lạp. Và cái ví dụ thứ hai là cái ví dụ mũi tên trong đêm đen, trong đêm mà 30 trời không trăng, trong đêm đen mà một mũi tên bé nhỏ. Hình ảnh này làm cho chúng ta mường tượng, hình dung bởi một cái người có đức hạnh, có một cái lối sống lành mạnh, và một cái người có một cái lối sống hoàn toàn đối nghịch. Chứ không phải là người đức hạnh là cái người luôn luôn lúc nào cũng đưa trưng cái mặt của mình ra, hay là ghi tên, ghi bảng đề trước ngực để cho người khác nhìn thấy, hay là người phải sống ở trên tòa cao, ở trên núi, ở trên gò để cho người khác có thể nhìn thấy. Và người không có đức hạnh thì sống chui nhủi ở trong bóng tối, trong đêm tối, thì thật sự ra không phải là như vậy. Thật sự ra không phải là như vậy. Chúng ta có thể nhớ lại cái câu kệ ngôn pháp cú số 54 mà chúng ta có thể hình dung được cái ví dụ này. Câu kệ ngôn pháp cú số 54 trong Phẩm Hoa đó quý vị: hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Đây là trường hợp thắc mắc của ngài Ananda đối với Đức Phật. Có những cái loại hương rất là thơm tho nhưng mà nó sẽ bay theo chiều gió, cuốn theo chiều gió mà dẫn đến những cái nơi xa xôi. Nhưng mà có cái loại hương nào có thể ngược chiều gió tung bay hay không, thì Đức Phật ngài đã nói lên đó là người có đế giới hạnh, có đức hạnh thì sẽ làm được cái chuyện đó. Và nó cũng nói lên cái ý nghĩa của câu kệ ngôn số 304 này. Cái điều quan trọng ở đây, cả hai câu đều nhấn mạnh đó là đức hạnh. Dạ, đức hạnh. Ở dân gian chúng ta thường hay có một cái cụm từ sống để đức cho con cháu, hoặc là ác quá thất đức. Thật sự ra cái đức để lại cho con cháu hay là thất đức, mất đức, nó không phải là như là vật chất mà có trong túi, hay là như số tiền có trong bao. Chúng ta sống hiền lành đức độ thì cái túi tiền đó hay là cái vật chất nó ngày càng to lớn hơn. Và chúng ta sống thất đức thì cái vật chất đó càng ngày càng xẹp xuống. Mà là do cái cách nhìn, cái cách đánh giá tiêu chuẩn của mọi người xung quanh, họ xem trọng mình hay là xem thường mình. Đó gọi là để đức lại hoặc là mất đức. Cũng giống như là bây giờ rất là phổ biến cái cách là bán hàng online đó, thì những cái cửa hàng nào có uy tín, làm ăn chân thật, mặt hàng có sao nói vậy, đồ tốt thì bán giá mắc, đồ rẻ thì bán giá đồ xấu rẻ, không có gian lận, thì được khách hàng người ta tín nhiệm và bầu chọn 5 sao. Và những cái khách hàng họ bị mắc lừa bởi những cửa hàng lừa đảo thì đương nhiên họ sẽ đánh giá 1 sao và những cái lời phê bình. Và chính vì cái 1 sao đó và những cái lời phê bình tại cửa hàng đó mà làm cho những khách sao đó họ rất là thận trọng và họ không có muốn đến mua cửa hàng đó nữa. Thì như vậy, cái người sống có đức và cái người thất đức ở trong xã hội này chúng ta gặp rất là nhiều. Và trong xã hội nó cũng không quan trọng bằng chính cái bản thân mình. Dạ, chính cái bản thân mình. Cái đức hạnh ở đây được nói đến một cách rất là quan trọng, và phải nói là cái sự thành công bởi một người có đức nó chiếm 70-80%.
Dạ, 70-80%. À, Tịnh Đạt có nghe nói một số công ty xí nghiệp bây giờ đó, họ không có lựa chọn nhân viên bởi vì nhân viên đó có một cái điểm thi hoặc là bằng cấp cao, mà họ sẽ tuyển dụng bằng cách thử việc một tháng. Nếu người đó có trình độ, có lối sống làm nghiêm túc thì chắc chắn là cái người chủ đó sẽ chọn. Và có những trường hợp họ thử việc cả 2-3 người cùng một công việc, và sau một tháng đó họ sẽ chọn lựa ra những người nào tuy là chưa rành nghề nhưng mà có lối sống tốt, có uy tín, có trách nhiệm, không tham, thì người chủ đó sẽ trao cái công việc cho cái người được lựa chọn. Và cái đức ở đây được so sánh 80% trên cái gì, thưa quý vị? Đối với cái tài. Người có đức và người có tài được mang ra so sánh. Người có tài trong xã hội, trong cuộc sống, trong đời này á, xung quanh chúng ta thì không có thiếu, thực sự là không có thiếu. Nhưng mà người có tài mà lẫn có đức thì quả thật là hiếm. Thì chúng ta sẽ thấy là những cái người thành công, những cái người thành đạt và có uy tín, được nhân viên tôn trọng, đó là những người có tài và có đức. Còn nếu có tài mà không có đức thì thật sự ra sống bằng cách là chèn ép những cái người không đủ khả năng bằng mình, sống trên cái sự ganh tị, căm ghét của những cái người dưới mình. Chỉ có chăng những người mà theo phục tùng đó là những người nịnh bợ ai vua, nhìn cái lợi lộc trong cái công việc hay trong cái danh lợi. Những người có tài thì rất là nhiều, nhưng chỉ trong một cái thời gian ngắn. Bởi vì tài mà không có đức thì không thể nào duy trì được cái lối sống đó. Trong đời, trong công việc thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sẽ đối mặt với cái khó khăn, không lúc nào có thể mà thuận buồm xuôi mãi. Thì chính là cái người có đức sẽ được gặp được những cái người ta sẽ hỗ trợ giúp đỡ để vượt qua cái khó khăn đó. Còn những người có tài, do là có tài hơn người, mưu trí hơn người, mưu lược hơn người, nói năng hơn người, suy nghĩ hơn người, nhưng mà khi mà hết thời hoặc là gặp khó khăn á, thì chính vì không được tình cảm của mọi người xung quanh, họ có khả năng nhưng mà cũng không thể nào giúp, thì có tài liền bị thất bại, bị quên lãng. Thì ở đây để nhấn mạnh cái việc mà có đức lẫn tài thì quả là khó, nhưng mà khó thì không phải là không thể được. Nhưng mà để chọn một trong hai, nuôi dưỡng, vun trồng giữa tài và đức, thì quý vị và trước tất cả chúng ta hãy nên chọn vun trồng, nuôi dưỡng, bảo cái đức hạnh. Trong trường hợp mà chúng ta có thể mất tiền, mất của hoặc là hư hại đến tài sản, nhưng mà chúng ta giữ được cái đức hạnh, thì có thể chúng ta có thể đánh đổi để mà vững vun trồng, đừng để cho nó bị hao mòn, thiếu sót. Chính vì cái đức hạnh đó, cái đức hạnh này nó bao gồm nhiều ý nghĩa lắm, thưa quý vị. Cái đức hạnh ở đây, thứ nhất là chúng ta, trước tiên là chúng ta sẽ nghĩ ngay đó là cái giới. Cái giới, ngũ giới chẳng hạn. Cái thứ hai, đức hạnh ở đây là thờ cha kính mẹ, người có hiếu. Cái thứ ba, bình dân hơn, phổ thông hơn, đó là cái phép lịch sự. Thì chúng ta có thể
có nhiều cái cách để mà vun trồng, để mà gìn giữ cái đức hạnh. Cái phép lịch sự khi mà đi vào trong cái cuộc sống, ở trong công việc, ở trong bạn bè tiếp xúc, hay là trong cái gia đình. Và cái phép hiếu hạnh, thờ cha kính mẹ, tôn trọng người trưởng thượng, giúp đỡ người cơ nhỡ, người khó khăn, đó là cái đức hạnh để mà cách mà chúng ta vun trồng. Và cái cốt lõi đó là Đức Phật Ngài đã dạy về cái ngũ giới. Đạo đức căn bản của một con người là có cái lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh, không nỡ làm hại, đánh đập hay là sát hại, không nỡ nói những cái lời không thật gây hại đến cho bản thân mình và những người khác, không nỡ phá hại gia can của những cặp vợ chồng hay là người tiết hành, không nỡ trộm cắp, lấy đi tảng mồ hôi nước mắt của những cái người người ta dành dùm, và cũng không vì cái cuộc vui mà uống những chất sai, chất men để mà gây hại đến sức khỏe của mình và gây hại, tổn hại đến cộng đồng, làm cuộc sống cái chỗ mà chúng ta ở đó vì rượu, vì bia mà sanh ra nhiều cái phiền tối, làm cho xã hội càng ngày càng phức tạp. Chúng ta, đó là những căn bản của một cái người có đức hạnh. Có những cái điều liên quan đến đức hạnh mà trong cái cuộc sống bình thường chúng ta rất là có thể gặp, và chúng ta rất là có thể dễ để mà vun trồng, để mà nuôi dưỡng, giúp đỡ, hoặc là sống một cái lối sống văn minh lịch sự. Đó là cũng là một cái cách mà chúng ta gọi là đức hạnh. Thì thưa quý vị, ở trong câu 304 này, Đức Phật Ngài đề cập đến nàng Chu Lá Suphaddha, bởi vì là một cái người thánh tu đầu quần, thánh cư sĩ tu đầu quần, có một cái lối sống rất là đức hạnh, và nàng có cái công hạnh tiếp độ, giúp cho ba mẹ chồng và cả bên dòng họ chồng và cả kinh thành của bên nhà chồng hiểu được Phật pháp. Và cái thứ hai đó là nêu cao cái vấn đề người có đức hạnh luôn luôn là người được tôn kính ở khắp mọi nơi, luôn luôn là một cái người sáng chói, cao cả, mọi người có thể noi gương nhìn thấy. Còn ngược lại, đối với cuộc sống không có văn minh lịch sự, đối với một cái người không biết liêm sĩ, không biết tà mà quý, không biết ghê sợ những cái lỗi lầm mà làm những cái việc ác độc, gây hại cho bản thân và cho sanh xung, có được ví như là một cái người sống trong bóng đêm, như là mũi tên bắn vào trong bóng đêm. Bóng đêm đã là đen tối rồi mà một cái mũi tên với tốc độ nhanh mà bé nhỏ thì không có ai thấy để mà kính trọng, hay là không có ai có thể nhìn thấy để mà nâng niu, không có ai có thể nhìn thấy để mà đối đãi một cách tốt đẹp được. Thì đó là cái câu ý nghĩa của câu cụ kinh Pháp Cú số 2 300 lệch. Tình Đạt xin chia sẻ với diễn đàn kinh Pháp Cú bài học ngày hôm nay, và xin kính chúc chư tăng và toàn thể đạo tràng chúng ta có được cái buổi học nhiều lợi ích, và kính chúc sức khỏe đến các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô MC trở lại với cô Cẩm Vân, trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học câu kinh Pháp Cú số 404 ngày hôm nay.
cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng bích đến sư. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sappa devata sappa buddha nirvāvena sadā sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sappa devata sappa dhamma nirvāvena sadā sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sappa devata sappa sangha nirvāvena sadā sati bhavantu te. Tất cả pháp quán có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú, sa thú làm thai. Chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Trang, đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì nguy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm giác hồi hướng. Gia ne quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bu thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiên các ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha bích kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa quan tu te cha la mu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa thi ca ni ya ni căng tham ma wa trăng ba thiết cha tề sam pe pi đa sappa na puta sukhita pawan tu te cha la bu cha ye pi cha na sam pa wa sam se da cha ta tha vo pa pa thi ka ni ya ni kang tham ma wa sang pa thi cha te sappe pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra chấp bút ga la sang khô hô tu sa mắc cô wa a ta ya cha hi ta ya cha am hê rát khan tu sắc thẩm mô sa pê bi tham ma cha ri nô uất thim sam pa phu ni ya ma tham ma ri ya ba vê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống nít.